Xin chào mọi người nha. Trong bài tiếp theo này mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập một cái lan can gỗ đơn giản ở trong cái Profile Builder 3. Thì đây là một cái lan can gỗ rất là đơn giản thôi, thiết lập nó cũng khá là dễ dàng. Thì đối với những cái đối tượng lan can hay là phức tạp trở lên thì chúng ta sẽ không sử dụng cái đầu tiên như ban đầu nữa, chúng ta sẽ sử dụng cái số 2. Đó, chúng ta sẽ nhấn vào thì nó cũng hiện lên một cái bảng để chúng ta thiết lập các thông số ở đây. Ở đây thì nó có 3 phần chính, đó là cái phần Profile Member, tức là nó là những cái thanh profile chạy xuyên suốt từ đầu đến cuối. Còn thứ hai là cái component, tức là component nó giống như là những cái đây, những cái trụ cột thì chúng ta gọi là component. Tiếp theo đó là cái phần span. Cái phần span này thì nó chính là những cái gì đó, tất cả những cái trong cái mục span này thì nó đều nằm trong cái component. Nó giống như là cái ngoặc vuông mà nó nằm ở trong ngoặc móc ấy. Đấy, tức là khi mà chúng ta có hai cái component như này chẳng hạn, những cái cột trụ này, thì tất cả những cái gì chúng ta thiết lập trong cái span này thì nó đều nằm gọn ở trong hai cái đầu của component. Ok, thì bây giờ chúng ta phân tích nhé. Ở đây thì nó gồm có cái này, chính là cái thanh profile, tức là nó sẽ chạy xuyên suốt từ đầu đến cuối, tức là cái phần bên trên tay nắm ấy, tay vịn. Còn hai cái cột này hay những cái cột tiếp theo ở đây ấy, thì nó chính là những cái component. Còn lại những cái ngang này nó nằm ở trong cái component thì nó sẽ thuộc về phần span. Đấy, bây giờ mình sẽ thiết lập luôn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo cái thanh profile trước hoặc là cái component trước đều được. Ở đây thì mình sẽ nhấn sang cái phần profile member, mình sẽ tạo cái thanh này trước. Cái thanh này thì mình sẽ đo xem là nó có tiết diện là bao nhiêu, 160 đó, và chiều sâu của nó là 70. Thì khi chúng ta thiết lập thì chúng ta không cần quan tâm đâu. Đấy, bây giờ mình sẽ chỉ cần nhấn vào, click vào trong, sau đó là mình quét chọn cái mặt tiết diện, tức là cái mặt cắt của nó. Bây giờ mình ở cái profile member, mình sẽ nhấn vào cái dấu cộng ở đây. Đấy, ở đây các bạn có thể đặt tên bất kỳ đều được, ví dụ mình ghi là tay vịn chẳng hạn. Sau đó mình sẽ nhấn vào đây, Edit Profile. Thì nó tiếp tục hiện lên một cái bảng. Ở đây tiếp tục chúng ta nhấn dấu cộng này, sau đó nhấn OK. Thì lập tức cái tiết diện này nó đã nhảy vào trong này rồi. Đấy. Ở đây mình cũng xin nói lại, một số các bạn khi mà các bạn nhấn thiết lập ấy, mà giả sử trong đây nó không phải là một cái tiết diện mà nó chia làm đôi chẳng hạn, hai cái như này, thì khi mà các bạn quét ấy, sau đó nhấn dấu cộng ấy, thì nó sẽ không được, nó sẽ hiện ra và nó đòi chúng ta là chọn cái khác. Đấy, nên là tuyệt đối chúng ta phải cân chỉnh lại làm sao cho đây nó chỉ là một cái tiết diện thôi thì nó mới được. Đó, như vậy thì cũng như ở đây nó có một cái tâm đỏ, thì ví dụ mình muốn đo nó dễ đấy thì mình sẽ cho cái tâm này xuống dưới đi, đo cho nó dễ. Mình sẽ chọn cái bottom middle luôn, sau đó là mình sẽ nhấn OK. Đó, như vậy. Bây giờ mình sẽ vẽ thử trước, nhấn vào đây. Đầu tiên để vẽ, đấy. Mình sẽ vẽ từ trái qua phải. Ví dụ như vậy. Nhấn phím cách kết thúc. Ở đây ấy, thì các bạn thiết lập tất cả những cái lan can hay là cái gì ấy, thì chúng ta đều phải thiết lập theo cái trục đỏ nha. Đấy, mình đang thiết lập theo cái trục ngang đỏ như này. Ok, bây giờ nó bắt đầu như này, nhưng mà chúng ta cần phải đẩy chiều cao nó lên. Thì ví dụ ở đây nó cao so với mặt đất ở đây là 900. Đấy, tức là vừa rồi mình để cái tâm đỏ, đấy, tâm đỏ là chỗ này đúng không? Đấy, thì mình sẽ đo từ chỗ này, đo xuống dưới thì mình đã để chiều cao đây là 900. Đó, thì mình sẽ cần phải đẩy nó lên cao. Ở đây nó đang sát mặt đất ấy. Thì mình sẽ nhập cái phần ở đây chính là cái phần up. Đấy. Phần up này thì mình sẽ nhập là 900 mm. Bây giờ mình sẽ nhấn vào cái profile vừa rồi và mình cũng nhấn sang cái phần tích xanh thì lập tức nó sẽ update cái kết quả mình vừa thay đổi. Đó, lập tức nó đã nhảy lên một khoảng là 900. Mình nhấn phím L và mình đo so với cái điểm mà mình vẽ ban đầu ấy là 900. Ở đây chúng ta nhập giá trị dương thì nó sẽ lên trên, còn giá trị âm ví dụ trừ 900 thì đương nhiên là nó sẽ giật xuống dưới 900. Đó, như vậy. Ok, tiếp theo xong cái profile rồi thì mình sẽ chọn cái component. Thì ở đây mình sẽ copy một cái cột ra bên ngoài. Đã là component thì ở đây nó đang ở dạng group. Thì bây giờ mình cần nhấn chuột phải và mình make component nó thì mới được.
Các bạn khi đặt tên ấy, chúng ta nên đặt cái tên thực sự là nhì nhài nhàng vào để tránh sau này nếu mà nó sẽ đặt những cái tên dễ nhớ như là cột trụ 1 hay cột trụ 2 gì đấy, thì khi mà các bạn thiết lập những cái lan can khác ấy, nó mà cho chung vào một cái model nó sẽ dễ bị trùng cái component và nó sẽ đè lên nhau, nó sẽ lỗi. Đó, mình đặt tên nhì nhài nhàng, sau đó nhấn tạo. Thì ở đây mình nhấn vào cái gốc tọa độ ban đầu nó sẽ ở đây, thì tí nữa thì là tính tọa độ nó cũng sẽ tính từ đây, cho nên là mình cần phải chuyển nó về giữa tâm bằng cách là nhấn vào đấy, sau đó là chúng ta chọn cái công cụ này và mình bấm vào giữa tâm, sau đó mình nhấn phím cách đó, như vậy nhấn vào. Bây giờ cái gốc tọa độ nó đã chuyển về giữa tâm rồi. Ok, thì mình sẽ nhấn sang cái phần là component, sau đó nhấn dấu cộng. Ở đây mình ghi là trụ chẳng hạn. Rồi mình nhấn pick from model. Mình pick chọn nó. Lập tức nó đã nhảy vào trong đây theo cái kết quả này. Thì có một cái phần đó là cái phần spacing, chính là cái khoảng cách của những cái cột trụ này với nhau. Thì bây giờ mình sẽ đo. Mình sẽ đo từ giữa tâm trở đi. Bởi vì vừa rồi mình để cái gốc tọa độ là giữa tâm thì mình cũng đo từ giữa tâm luôn. Ở đây nó cách nhau là khoảng 1300. Ở đây mình có thể là nhập là 1300. Tuy ở đây chúng ta nhập là 1300 nhưng mà trên thực tế không phải lúc nào nó cũng là 1300 đâu. Tùy theo cái độ dài mà chúng ta vẽ thì cái phần mềm nó sẽ tự động co kéo sao cho nó hợp lý, nhưng mà nó sẽ làm khuôn khuôn trong dao động xấp xỉ khoảng 1300. Đó, như vậy. Bây giờ mình sẽ được rồi, thì mình sẽ nhấn vào đây, sau đó là mình nhấn cập nhật. Lập tức chúng ta được những cái cột trụ. Đấy, như các bạn thấy rằng ở đây là ví dụ ở đây nó chia làm 4 thì nó sẽ nhỏ hơn là 1300, nhưng mà chỗ này rộng một tí nó sẽ chia làm 3. Thì tùy theo cái mô đồ mà chúng ta sẽ điều chỉnh cái kích thước này sau nha, sao cho nó hợp lý là được. Thì ở đây khi mà các bạn vẽ như vậy ấy, thì sao, cái điểm đầu cột này tức là cái trụ ban đầu nó sẽ trùng với cái gốc tọa độ của cái profile luôn. Bây giờ chúng ta muốn giật lùi lại vào đây đấy, này mình xem nó đây, như ở đây ví dụ nó giật lại một tí chẳng hạn, thì mình sẽ đo xem là nhấn phím L đo từ giữa tâm của cái trụ này. Vì gốc tọa độ nó đặt giữa tâm, mình đo sẽ đo từ giữa tâm. Đấy, so ra bên ngoài đối với cái điểm này nó là 70, tức là mình phải cần giật cái cột từ đây vào đây là 70. Thì để giật cái cột này vào 70 ấy, thì chúng ta sẽ nhấn xuống cái phần ở đây. Nó có cái phần là Start Setback và cái phần End Setback. Thì phần Start Setback ấy, mình sẽ nhập là 70. Sau đó mình nhấn vào đây và mình nhấn cập nhật. Lập tức nó đã giật vào một khoảng là 70. Đương nhiên là khi chúng ta nhập giá trị âm ấy, ví dụ trừ 70 thì nó sẽ giật ngược về đằng kia. Đó, như vậy. Thì ở đây mình sẽ nhập giá trị dương. Và cả cái phần end ở đây cũng vậy. Cái phần end ở đầu bên này, tức là cái điểm kết thúc. End setback ở đây cũng là 70. Nhấn cập nhật. Đó, như vậy. Chúng ta kiểm tra phần cuối nha. Đó, được rồi. Vậy thì còn một cái nữa, đó là cái phần junction setback, tức là cái khoảng cách so với cái điểm góc. Ví dụ ở đây mà mình để như này thì nó sẽ là một cái cột trụ ở góc, nhưng giả sử nhiều cái model khác thì chúng ta muốn tách làm đôi thì sao, thì ở đây mình có thể nhập cái khoảng cách từ đây so với góc giật lùi lại là ví dụ 200. Ở đây mình sẽ nhấn cập nhật, thì lập tức nó sẽ tạo ra một cái cột khác và nó sẽ giật lùi lại so với cái góc này là 200. Ở đây mình sẽ nhấn phím L và mình đo thử. Đó, các bạn thấy rằng khoảng cách nó sẽ giật lại là 200, và bên này cũng vậy, nó sẽ tạo ra hai cái cột ở hai bên cái góc. Thì tùy theo các bạn sẽ lựa chọn sao cho nó hợp lý. Đó, bên này cũng vậy. Thì ở đây cái cột vuông này nó đẹp thì mình sẽ để là không đi, để cho nó như ban đầu. Nhấn tích. Xong cái component thì tiếp theo chúng ta sẽ tạo những cái thanh còn lại, đó là những cái thanh thuộc về cái phần span. Đó. Thì những cái thanh này chúng ta có thể tạo bằng cái profile member được không? Thì đương nhiên là không nha các bạn. Tại vì là cái profile này ấy, cái đầu tiên nó sẽ chạy xuyên suốt từ đầu đến cuối. Còn những cái thanh này ấy, nó chỉ chạy từ điểm này sang điểm này. Tức là nó sẽ làm gọn trong những cái thanh component này thôi. Đó, bây giờ thì ba cái thanh này mình để tiết diện nó bằng nhau. Bây giờ mình sẽ kéo cái thanh đầu tiên ra để làm mẫu thôi. Chúng ta sẽ lấy một cái tiết diện. Thì ở đây mình cũng nhấn sang cái phần span. Sau đó mình nhấn dấu cộng này. Ở đây cái phần type tức là kiểu này thì nó có nhiều kiểu khác nhau, nhưng mà ở đây là cái kiểu profile thì mình sẽ chọn cái profile member. Đó, sau đó mình nhấn vào đây để tạo mới.
Đấy, thì nó cũng hiện lên một cái bảng giống y hệt như bên này. Ở đây mình sẽ nhấn vào, click chuột vào, mình quét chọn cái tiết diện này. Sau đó là sẽ nhấn dấu cộng. Đấy, nhấn OK. Cái phần vị trí thì mình cũng để là bottom đi. Bottom và middle luôn, đỡ phải chỉnh nhìn nhạc. OK. Đó, bây giờ các bạn thấy rằng kết quả đầu tiên nó sẽ hiện xuống dưới. Thì bây giờ mình cần phải đẩy nó lên trên đúng không? Thì mình sẽ xem khoảng cách nha. À, thì cái thanh đầu tiên này nó cách cái điểm dưới cùng chúng ta vẽ, tức là cái điểm chúng ta bấm chuột đấy, là cái điểm chân này là 700. Thì mình sẽ đo từ chỗ dưới này, bởi vì là cái tâm đỏ vừa rồi mình đặt là bottom middle, thì mình cũng sẽ đo từ phần dưới này luôn. Đấy, ở đây là up, tức là đẩy lên là 700. Đó, nhấn vào đây và các bạn thấy rằng kết quả nó đã nảy lên rồi. Bây giờ mình sẽ quét chọn đây và mình nhấn tích xanh để update. Đó, như vậy. Thì ở đây ấy, cái thanh nó đang bị đâm đầu vào trong giữa cái trụ cột này. Mình có thể nhấn phím K, các bạn thấy rõ nha. Đấy. Tại vì là nó đang trùng với lại cái gốc tọa độ, tức là cái tâm của cái component. Thì bây giờ mình cần phải cái đầu này ấy, mình cần phải giật ra ngoài đúng không? Giật ra ngoài một khoảng là 50. Đó, bởi vì là cái tiết diện của cột này nó là 100. Thì để giật ra ngoài là 50 ấy, thì mình cũng sẽ nhấn vào đây. Đây, nó có cái phần là Start Setback và End Setback giống y hệt như bên kia. Thì mình sẽ nhập vào đây là 50. Và phần End cũng vậy, 50. Thì đây chính là cái phần Start này, giật về đây là 50. Phần End ở đây, giật ngược lại 50. OK, bây giờ nhấn vào đây và nhấn Update. Lập tức các bạn thấy rằng là kết quả nó đã giật về đây rồi. Cả bên này cũng vậy. Mình nhấn phím K tắt đi cho nó dễ nhìn. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ copy ra hai cái còn lại. À, thì bây giờ những cái còn lại tiết diện nó giống nhau rồi, thì mình cũng không cần phải tạo mới nữa. Ở đây mình sẽ nhấn dấu cộng. Đó, khi nhấn dấu cộng thì lập tức nó sẽ tạo ra một cái span mới và nó sẽ copy cái số 1 vừa rồi ấy. Bây giờ nó là cái số 2, mình next sang cái số 2 nha. Nó sẽ copy luôn cái tiết diện lúc trước có sẵn. Thì chúng ta chỉ cần thay đổi cái vị trí chiều cao ở đây thôi. Đó. Thì đây mình nhấn phím L, mình đo thử nè. Cái ở dưới này nó sẽ cách phần đáy là 400. Còn cái cuối cùng cách là bao nhiêu? 100. Đó. Thì ở đây mình sẽ nhập là 400. OK. Đó, nó tạo ra cái số 2. Tiếp theo mình sẽ nhấn cộng để tạo một cái nữa là cái số 3. Thì cái số 3 vừa rồi là chiều cao ở đây lên là 100. OK, bây giờ mình sẽ nhấn cập nhật. Đó, như vậy nó đã được cả ba cái. Thì bây giờ còn một phần nữa, đó chính là cái vật liệu. Đấy, vật liệu của cái component ở đây. Thì bây giờ ấy, để đổ vật liệu ấy, mình sẽ bật phím B lên. Mình sẽ hút cái vật liệu gỗ này. Thì đối với những cái component này thì nó cố định vật liệu rồi. Thì mình sẽ click vào. Mình sẽ click vào. Sau đó mà là mình sẽ nhấn B và mình đổ vật liệu lên. OK. Còn đâu là những cái mà chạy như kiểu profile ấy, chúng ta cần phải sửa ở trong đây. Thì đầu tiên chính là cái profile member. Thì mình sẽ nhấn sang cái đây, tiết diện. Ở đây nó có cái phần là material, tức là cái vật liệu của nó. Mình sẽ nhấn vào cái mục này. Sau đó mình chọn cái gỗ này nó có tên là wood cherry. Đây, original cái gì này. Thì mình sẽ chọn nó. Sau đó nhấn OK. Đó, như vậy nó đã được cái vật liệu rồi. Tương tự ba cái còn lại thì mình cũng sẽ đổi cái vật liệu cho nó. Mình sẽ nhấn về cái đầu tiên, nhấn vào tiết diện này, chọn chỗ vật liệu và chọn cái này. OK. Số 2, nhấn vào đây, nhấn vào đây, nhấn vào đây. OK. Cái số 3. Ở đây là những cái vật liệu khác có trong bài nha, tức là có bao nhiêu cái file mà các bạn copy ở trong đấy, có những cái vật liệu gì thì ở đây nó sẽ hiện hết. Nên là khi thiết lập chúng ta cần phải thoát những cái file không cần thiết ra. OK. Như vậy là đã đủ rồi. Nhấn vào đây, sau đó là chúng ta nhấn cập nhật. Đó, như vậy chúng ta được một cái lan can gỗ. Hoàn toàn đây các bạn, nếu mà thấy nó rít quá, chúng ta có thể nhấn sang cái phần component. Cái spacing mình có thể để là 1500. Để nhấn cập nhật. Đó, thì nó sẽ kéo ra dài hơn một chút.
Ok, sau khi mà chúng ta thiết lập xong rồi thì chúng ta muốn lưu lại để sử dụng cho những lần sau ấy, thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần đây, lưu cái assembly này lại. Đấy, ví dụ mình lưu ra desktop chẳng hạn. Đó, sau đó là đặt tên ABC gì đó, nhấn lưu. Ok. Thì để lưu cho nó đẹp ấy, tức là nó kiểu nó hiện hình ngang ấy, thì chúng ta cần phải đây. Chúng ta sẽ gióng về cái mặt trước này, sau đó mình nhấn vào đây. Đó, mình cần phải gióng đúng cái mặt của nó, sau mình nhấn vào đây mà mình sẽ lưu lại. Desktop và lưu đè lên cái đó, đây. Nhấn lưu. Bây giờ mình nhấn thử kính lúp nha. Đó, như vậy. Đây, nó đang được dẫn là desktop, thì các bạn lưu ở một cái ổ mà các bạn hay dùng ấy, thì chúng ta sẽ lưu vào đấy và nó sẽ hiện như này. Thì chúng ta chỉ việc bấm vào và chúng ta vẽ lại thôi. Đó, như vậy. Vậy thì trong video này mình đã hướng dẫn các bạn dựng một cái lan can rất là đơn giản như này. Thì hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.